Số điện thoại bên mình là 0906 23 1104. Zalo như vậy nhé. Anh em lưu ý này, hiện nay có rất nhiều các cái thành phần là giả mạo bên mình đấy, giả mạo các cái Facebook rồi kênh YouTube của mình đấy, đang bán hàng lừa đảo đấy, thì anh em lưu ý nhé. Anh em mua hàng, anh em gọi điện vào số 0906 23 1104 trong video này giúp mình đấy, hoặc là anh em nhắn tin trên điện thoại hoặc là Zalo hoặc cái số này giúp mình anh em nhé. Ngoài ra tuyệt đối không nhắn tin vào các cái số khác hay các cái thành phần khác người ta chào mời anh em mua hàng hay gì đấy đấy, thì anh em đừng có mua đấy. Và mình nói luôn, bên mình một mình làm, mình không có nhân viên nào cả. Tất cả những cái đứa nào mà nhắn tin hay gọi điện cho anh em bảo là tôi là nhân viên của Nguyễn Xuân Hiền đấy, bằng các cái số điện thoại khác, số điện thoại này này, thì toàn bộ đều là lừa đảo nha anh em nhé. Đấy, mình cứ nói rõ với cả anh em là như vậy đấy, tại vì mình thấy dạo này rất nhiều thằng nó giả mạo bên mình đó. Nhất là có cái thằng chuyên gì Xuân Hiền đấy, cái thằng đấy là giả mạo rất nhiều, nhiều khi nó copy nguyên cả cái video của mình về nó đăng nó bán ấy. Đấy, thua cái thằng đấy luôn. Nói chung là cái bọn mà lừa đảo anh em ạ, đấy thì những cái bọn đấy là bọn bất tài vô dụng đấy, nó cũng không khá đâu đấy, mình cứ nói rõ cả anh em như thế đấy. Cái bọn mấy con chuột thế này rất là bực mình, rất là bức xúc. Rất nhiều anh em bảo mình, thực sự anh em mình báo cáo các cái kênh của nó rồi, báo cáo là vi phạm bản quyền rồi, mà YouTube thì người ta cũng trả xóa đấy. Mình trả dầu thì làm sao, chắc là do hot link mình cùi quá nên là YouTube nó không thèm để ý nữa đấy. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cả anh em một cái cây trung cấp da báo nha anh em nhé, hàng chợ. Mình nói luôn đây là hàng chợ nha anh em nhé. Đấy, thì thực sự anh em là mình không quẩy gì đâu, thực sự là mình bán những cái hàng của hãng nó quay rồi có thì lay thì đại loại là chưa về hàng đấy, thì mình có nhập đại mấy cây này về, nhớ anh em hỏi quá thế thôi, mình nhập mấy cây trung cấp này về, mấy cây trung cấp hàng chợ về mình bán tặng anh em vậy. Anh em mà mua thì mua đấy, mà không mua thì cũng phải mua đấy anh em nhé. Thì những cái cây này bên mình báo giá luôn này, cái cây này bên mình bán cái giá là 2,2 triệu một cây. Cái hàng này nó rẻ hơn cái hàng của hãng nha anh em nhé. Đấy mình nói rõ là anh em rằng như vậy, nó rẻ hơn khoảng 300-400 nghìn so với hàng chính hãng. Hàng hãng nó đắt hơn nhưng bù lại khá là chất lượng sẽ cao hơn đấy. Đây cái này thì cái này nó có chiều dài là 103 cm, nó nặng đâu đó khoảng 1,2 kg gì đó. Đấy, hàng thì như anh em biết vẫn là hàng chốt tre, nó vẫn là hàng chốt tre như anh em nhé. Cái phần đây, cái phần chắn lưỡi này, phần chắn lưỡi này là phần mình nói luôn bằng là một kim loại nhá, nó có mạ lên một cái lớp màu vàng đấy, lớp sơn vàng đấy. Trên phần chắn lưỡi thì có con rồng và hai kỵ sĩ đó. Đây, mình sẽ cho anh em xem cái phần bên trong. Phần bên trong của nó thì cây này là có rãnh thoát máu này. Như anh em nhìn qua thì đã thấy là có rãnh thoát máu đúng không? Đó. Lưỡi thì đã được mài rồi, mài thì vẫn là mài bằng máy thôi. Đấy, hamon này là hamon mài nha anh em nhé. Đấy, lưỡi là đã được mài sắc lưỡi. Đây, cái cây này thép dày đâu đó khoảng 6 ly đấy. Tay cầm là hai chút tre nha anh em nhé. Đấy, hai chút tre thì rất nhiều anh em biết cái hai chút tre như làm rồi thì, nhưng mà mình vẫn phải nói ở trong video này, vẫn phải giải thích cho một số anh em là mới xem cái video này của mình đấy, mới biết đến cái kênh của mình. Thì hàng hai chút tre nó là hàng phun tan thép liền nguyên khối, nghĩa là cái thanh thép nó dài từ đầu này đấy, nó xuống cái phần tay cầm này nha anh em nhé. Đấy, và để
tránh cái trường hợp vậy mà vung kiếm ra bị bay mất cái lưỡi, anh em hiểu không? Đấy thì nhà sản xuất người ta đã đóng hai cái chốt tre đây để nguyên giữ cái phần tay cầm và phần cán này để nó liền phối cả nhau. Đấy anh em có thể luyện tập, hay anh em đi chặt tre chặt chiếc gì đấy là nó không bị bay cái lưỡi đi. Đấy đặc điểm của cái thép nguyên khối này thì ví dụ anh em va chạm mạnh ấy, đấy thì anh em cũng không phải lo là bị các cái phần lưỡi hay gì bị lung lay ra đâu. Đấy đây nhân tiện đây mình cũng cho anh em xem một cái lưỡi phổ thông nhé. Đây mình gắn ra, mình để vào đây. Đây mình cho anh em xem, đây là một cái phần lưỡi của một thanh lá tre đen 1 mét như anh em nhá. Đó thì nó cũng là một thanh thép đấy, nó một thanh thép cũng cũng liền khối đấy chứ cũng không phải là hàn đâu. Cái này là cũng là một thanh thép liền khối đấy anh em ạ. Đấy và nó bắt cái vít ở phần đuôi này, thật sự anh em ạ, nó rất là cái hàng này để mang tính chất là trưng bày là chính thôi. Còn anh em cứ hình dung nhá, một cái cây trung cấp như này, cái phần thép này của nó này nó dài đến tận đây cơ, nó dài đến tận đuôi này, đấy, nó chốt hai cái chốt tre ở đây, đấy, rất là chắc chắn anh em nhé. Đấy nó không như hàng này thì để trưng là chính thôi. Đấy. Giá của sản phẩm này thì nó cũng rất là rẻ thôi, nó chỉ có bên mình chỉ đang bán cái giá là 2,2 triệu một cái cây này. Đó thì mình nghĩ rằng là giữa một cái cây phổ thông nó khoảng 1,6 triệu và 1,6 triệu, 1,7 triệu và một cái cây trung cấp 2,2 triệu thì mình nghĩ rằng là anh em lên chơi cái dòng trung cấp này hơn. Đấy, dòng trung cấp này mình nói thẳng anh em nó chưa phải là cái dòng tốt nhất bên mình đâu. Đấy nhưng để mà so sánh là hàng phổ thông ấy, thì mình cứ nói thế này cho dễ nhé. Ví dụ trên thang điểm 10 đúng không, thì cái hàng phổ thông ấy nó chỉ được khoảng 2-3 điểm thôi, còn cái cây như này thì nó cũng phải được 5-6 điểm anh em nhé. Còn 7-8 điểm là nó dành cho những cái cây T10, những cái cây cao cấp bên mình thông bán đó. Đấy nó như vậy, nói chung là anh em lên mình vẫn phải nói là anh em lên mua cái hàng này. Đấy, nếu mà anh em chưa có tiền anh em cứ từ từ, hàng nó hết lứa hàng này đi thì lại có lứa hàng khác về. Đấy, hết lô này đi thì lô khác lại về, nên là anh em cứ từ từ, anh em cứ để tiền đấy. Mình không cần phải chơi quá nhiều những cái hàng linh tinh, mình chơi một cây như này thôi mình đảm bảo anh em chơi 5-7-5, 10-5 các thứ thoải mái, nếu anh em giữ gìn đấy. Còn thực sự nếu anh em để mà trưng những cái cây này chẳng hạn thì mình nghĩ là anh em chơi đến hết đời không vấn đề gì cả, thỉnh thoảng lôi ra bảo dưỡng dầu các thứ. Đấy, nói đúng anh em là bỏ ra 2 triệu mấy thôi nhưng mà anh em chơi đến hết đời luôn. Nhiều khi mình nói không phải gì anh em nhé, thậm chí là nhiều người khách người ta đến người ta nhìn thấy cái những cái cây này của anh em người ta thích, anh em bán lại còn được giá nữa, thậm chí bán có lãi các thứ không? Anh em nhé, là mình chơi những cây này này. Cái cây này thì mình nói luôn hàng chợ thì nó không có kệ và cũng không có dầu và cũng không có giấy của nhà sản xuất luôn. Đấy được cái là giá nó rẻ. Đấy, giá rẻ hơn cái kiểu cây này là có 2,2 triệu thôi. Đấy, nhìn anh em đang có 2,2 triệu thôi. Hình thức giao dịch thì anh em đã biết rồi. Đấy thì miền Bắc thì cứ nhận hàng là thanh toán. Đấy nếu mà những cái nơi nào rất khó gửi miền Bắc thì anh em sẽ phải chuyển khoản trước cho mình. Đấy hoặc là cọc một vài chục. Đấy nhận hàng thanh toán phần còn lại. Còn miền Nam, miền Trung và miền Nam rất khó gửi, anh em sẽ phải chuyển khoản trước 100% tiền hàng cho mình. Đấy, còn hàng thì mình sẽ gửi cái đường xe tải này cho anh em. Đấy, cái đường tải đấy thì người ta không có nhận thu COD tiền hàng. Đó, nên là anh em tìm hiểu kỹ trước khi đặt hàng nha anh em nhá. Rồi, xin chào tất cả anh em. Anh em mua hàng liên hệ số điện thoại 0906 23 1104, kết bạn Zalo ở mình theo số này. Nhắn
tin Zalo hoặc là tin nhắn điện thoại để chúng mình mà gọi điện đấy là tùy nghe đấy. Cảm ơn tất cả anh em đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Anh em mới biết đến kênh mình, anh em có thể đăng ký kênh giúp mình anh em nhé. Rồi, xin chào tất cả.